rắn lục Russell được xếp vào nhóm tứ đại rắn độc Ấn Độ. Rắn lục Russell thường xuyên va chạm với con người và gây ra nhiều vụ tử vong trên thế giới. Không chỉ chứa chất hamotoxin có trong độc độc của nhiều loại rắn, hỗn hợp cytotoxin cũng là một yếu tố chủ chốt cấu thành độc dược đặc biệt của loài rắn lục Russell. Vết cắn của chúng thường để lại hậu quả nghiêm trọng như tác dụng lên thần kinh, gây xuất huyết, hoại tử. Thường xuyên bị nhầm lẫn với chăn do kích thước dài đến khoảng 1,2 mét, cá biệt có khi lên tới 1,6 mét. Chúng sinh sống chủ yếu ở các khu vực cỏ rậm rạp tại Đông Nam Á và ưa thích ăn chuột.